Sống rồi, sống rồi. Khu 9 chạy qua khu 2. Tiêu Dao, Huyền Thủy, hai team chuẩn bị bem nhau này bà con ơi, Nga Mi nữa. Xin 12 số pham 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 pham. Khu 2 hai team nhau. Ôi, không nghe được mic à. Đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, một bé nè, tiếp tục thêm bé nữa nè. Rồi có bí kíp luôn nè, có ai tặng cho nhai thêm 10 xu đi, 10 xu thôi. Kê, ứng kích trừ không, ứng kích trừ không. Đó, bắn lại. Ủa anh Phú nghe được mít không ta? Mít đại đi, mít đại đi, không sao đâu, mít đại đi. Nãy khu 2 hai team đánh nhau có Huyền Thủy, Nga Mi, Tiêu Dao, Cung Lôn, Tèo Leo, Mèo Éo luôn. Tự nhiên anh muốn em thẳng vậy ta. Đập mít à. Đi đâu bây giờ, đi đâu? Khu 2 mẹ, chơi khu 2 đi. Đi 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 đi. Chơi 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 chơi. Quá tuyệt vời luôn. Nhớ ngọc hồi máu. Bên này hai team đánh nhau lần vậy còn được mỗi Dương Môn sống. Nhà lấy một cục bí kíp chắc chút qua kiếm con ngựa chạy cho lẹ quá. Có đồ ăn. Anh muốn nghe nè. Anh muốn nghe được nhưng mà sợ nghe tập nên không dám mở. Không không, cứ mở đây đi. Trời ơi sao đâu. Chữ mình nghe em quánh cho dễ. Giờ mình đi quét mấy map khác đi, lên trên hoặc là qua bên kia luôn. Đi đâu, đi đâu. Ủa nó nhảy được kìa. Có tim, có tim. Mất chiêu nha, cẩn thận nha. Có bạn hoa đó kìa. Đánh được không? Đánh được chạy à. Có chim, có chim, có máu đó kìa. Ăn đi, ăn đi. Ảo tượng ra luôn. Ảo tượng bên hai kìa. Nhanh qua tới, nhanh qua tới. Bên hai mày, bên hai. Team đó là Cung Lôn, Nga Mi với cái gì ta? Với một con bạn hoa. Ta đem đó đem mình đánh được. Bị lính đánh. Mình qua thương nhân mua đồ cái đi. Mua đồ cái, mua đồ cái. Chạy đâu bé ơi. Yeah. Rồi thân nhân dưới 6 mở rồi, yêu quên ông thường dưới 6 mở rồi. Hết chiêu rồi nên đánh boss luôn đi. Nãy có con gì nó chạy xuống dưới như là minh giáo vậy. Tấn công nha, ăn rồi, nha, ăn rồi, nha, ăn rồi, lắc á, nha, ăn rồi. Chờ ra đoạn mới cái.
tấn công ở trên kìa, tấn công ở trên kìa. Ê, nghe mi ăn đi, nha có rồi, nha mới ăn luôn á, mới ăn cái rụp luôn. Rồi. Từ bị tình anh nó quấn, nó hấp diêm. Vô trong nè, bảo kích kìa em ơi, quá thơm. Đây chết đồ rồi nha. Đây. Cái bang, lóc nó lên. Ui, hết giờ luôn, thấy chưa còn. Nó chạy gần quá thôi. Hai, như đây được rồi. Bị boss giữ với game đi. Cái bàn đó thèm đó. Chơi game mà may mắn. Cua đã bị bẻ cao, anh thấy như cua chết rồi. Căng xung quanh toàn cái địch. Ê, lên đeo. Thằng kiếm một kiếm. Thầy ơi, nhầm chứ. Phần máu trước tiên, cẩn thận mấy team kia nó qua. Chắc mình rời khỏi đây đi ha. Quét trong đi, quét trong trước đi, còn 10 team cẩn thận xíu. Nó chết đồ ăn rồi. Rồi, lấm 1, 2. Ui, nó chạy được rồi. Cẩn thận, cẩn thận. Có cái bang. Nó ở dưới đánh nhau hay sao nó chạy lên. Từ từ mình hồi máu hồi chiêu cái đi. Còn 9 team. Về bên 10 nè Vi ơi. Cái bang thì còn kháng. Ui, nó giận lính hết luôn rồi kìa. Con bạn hoa. Nó chạy rồi. Bỏ đi. Vỏ đen nữa nha, cẩn thận nha. Hay quá. Nghe hết chiêu rồi đó, nghe theo sau thôi. 11. Từ từ về 10 lại, mình hồi máu cái rồi mình chuẩn bị. Ở tường dưới 4. Ui, có dương môn, cẩn thận nha. Tiêu dao, nó tìm dương môn, tiêu dao. Con được. Nghe bị thương rồi, cẩn thận tí mọi người ơi. Tìm ra nó ở dưới rồi, tìm ra là có ngang bì nó sẽ hồi máu được á. Đang dùng
Nha, em mới là sợ nó đây. Cẩn thận xíu nha, cẩn thận xíu nha. Xuống dưới luôn, xuống dưới luôn. Qua 7 lúc nào, qua 7 lúc nào. Rồi, tiêu dao nó chết rồi. Không sao, được gì được cái team đó là mình khỏe rồi đó. Team đó là team mạnh nhất trong đây đó. Còn Dương Môn hết ta, Dương Môn chết chưa ta? Vô vô 21 cái còn ai không? Ok, Dương Môn chết rồi là ổn. Chống luôn. Còn một trường ca. Kìa kìa, con gì quá trời kìa, trường ca. Hết giờ, chết tụi em mà con ơi. Tim còn lại chắc treo đâu quá. Hết dài luôn. Quá dữ dằn. Ơi Minh Giáo à. Ôi cẩn thận nha. Để tôi ăn cái đồ ăn cái từ từ nha, từ từ nha, cẩn thận. Rồi, cẩn thận Minh Giáo. Nó lên kìa, biết ngay mà. Ôi. Ôi. Ôi nha, chết rồi anh em, cẩn thận nha. Nha biết nó lên nên nha cố tình vô quái luôn á mà vẫn bị mới bánh chết. Trời ơi. Được nó luôn bà con ơi. Cô máu nó bà con ơi. Nó đây nè các nha. Trả thù cho nhai đi. Rồi nó chậm cái thêm cái phần sơn nữa rồi. Dính cắn. Thấy nó vì đặt cái dòng đứng trong cái dòng là nó dòng không chết được đâu.
Hay, hay. Ôi, 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 hên, 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 hên. Được luôn, nó số 7 rồi. Nó hết chiêu rồi. Thấy nó chứ quẹt cái đầy máu cả nha. Nó bên hai, nó số 1 rồi. Đây, nó qua 1 tiếp tục. Có quần ở khu 3 nha, khu 3 có quần. Mặc quần khu 3. Nó lên 2. Wow, nó lên võ thánh rồi kìa. Ghê vậy. Đầy máu đi Vi ơi. Nó qua kìa. Nó mất dặm rồi. Hay đóng lòng hay, nó bị đóng băng. Giết luôn, quá tuyệt vời. Ôi, mình cũng được hoàn mỹ nè. Hay quá anh em ơi.